Đây là đường vô Cốc Thầy Minh Tuệ các bạn, ở Gia Lai. Thì bên đây là người ta trồng đậu nè. Cảnh vật thì rất là bình yên các bạn. Thì thấy cái cô hái cà phê dừng lại, cho quay khuyên cây cà phê được không cô? Dạ. Cho quay được không? Dạ. Sao hái có một mình vậy? Chưa chín thôi. Chưa chín đang hả? Đang đi làm cành. À, làm cành chứ không phải hái cà phê hả? Cà phê năm nay được mùa không cô? Năm nay mất mát lắm, năm nay được giá nhưng mà năm nay chúng cháu ở đây hạn hán lắm nên năm nay mất mùa. Được giá nhưng mà hạn hán thì lại mất mùa. Mà khi nào đặng mùa thì lại mất giá. Đó, nông dân nó vậy đó. Là nhà gần đây không cô? Là nhà cháu ở gần chỗ nhà của thầy á. À, gần nhà ba mẹ thầy hả? Cùng thôn á, là thôn mấy cô? Con sáu. À. Ủa mình phải tước những cái cành nhỏ nhỏ về bỏ bớt hả? Dạ bỏ bớt đi chứ. Cho nó để nó nuôi. Nó mập cành. À, nó mập cành nó không có nuôi. Này thì nó cũng không nó không có nuôi trái được đúng không? Dạ. Còn cỏ là mình làm máy hay làm tay? Làm lúc thì làm tay, lúc thì làm máy. Cái này là mới làm nè, cỏ này mới làm nè. Là đây làm máy ạ. Làm máy. Cà phê ở Sài Gòn á, ở quận 12 á, quận 12. Ồ, cái cây này trái nhiều nè. Trái quá trời trái nè. Đấy. Trái cà phê nè, chưa có chín, chín lên nó đỏ đỏ đẹp lắm. Chín ở trong đây. Khoảng bao lâu nữa nó chín thu hoạch được không? Tháng rồi thu hoạch. Năm nay mất mùa lắm. Như là cà phê này là được mấy năm rồi? Dạ cháu trồng từ 2019 đây. Rồi vậy là mới đây mà. Dạ. 5 năm hả? Cây chín đây là chú. À. Cỏ nè, làm bằng máy. Máy nó bào. Đây cà phê chín đây. Cái này là chín bối hả? Đang chín bói. Gọi là chín bói đấy. Chín chưa có hết á. À. À, đẹp ghê ha. Đấy. À, chín... này, bây giờ chúng cháu là đang đi hái những cái loại này này. Ừ. Đấy, cỡ đồ... những cái cây mà chín bói trước á. À, rồi đến cỡ tầm cỡ gần tháng nữa là vào thu hoạch chín đấy. Ừ. Cái này nó lọt sọt là chín bói ha, phải gọi là chín bói. Rồi rộ lên là mới hái đồng loạt ha. Vâng, đúng rồi. Xong là thuê người nên hái. Được mấy hecta? Cháu được hết thôi. Hết thôi hả? À, tại vì là bên đây là cà cũng một suất nữa nhưng mà nhỏ đi rồi, nó già rồi, nhỏ đi rồi. Sao nghe nói đất ở đây là nông trường, hồi xưa là nông trường. Đúng rồi, đây đất là cháu làm công ty của anh trai của thầy. À. Đây là nông trường của anh Tấn luôn. Rồi mình làm là như vậy là giao khoán hay sao? Ừ. Nhưng mà vốn liếng bỏ ra là công ty ha, của mình. Của mình hết chú ạ. Của mình hết luôn. Giao khoán. Công ty cái này cho trồng thêm sen canh, thêm sầu riêng ở trong này. Tức là đất thì của nông trường đúng không? Chứ không phải đất của mình. Mà có hợp đồng là bao nhiêu năm không? Là 5 năm lần thôi. Rồi mình đang thu hoạch rồi sao? Dạ. Ví dụ mình đang thu hoạch tốt rồi ta đòi đất lại rồi sao? Làm sao mà đòi được có khoán rồi chứ chú? Thì 5 năm là hết hợp đồng. À mình lại ký lại. Ừ. Lại ký lại khoán. Đây này, cũng được. Như thế này nè. Ừ. Nhưng mà nếu mà thu nhập như vậy là ổn định không? Nếu mà cà mà cứ giá như thế này thì bà con còn đỡ chứ mà cả như 2-3 năm trước là chúng cháu ở đây. Ừ. Cái này nó bị hư hả? Chết cành hả? Chết cành đấy. Hầu như là nợ nhiều lắm. Nợ hả? Dạ. Rồi nợ ngân hàng hay là nợ ngoài? Nợ ngân hàng á, rồi là vay ngoài. Rồi là người dân này cứ phải bỏ đi vào công ty Sài Gòn đồ làm đấy. À, vô Bình Dương rồi ha. Đấy. Tôi ở gần Bình Dương á, ở quận 12 gần Bình Dương. Thế à? Chú đi có mình chứ? Đi có mình.
Còn đậu là sao, cũng khoáng là đất à, đậu nạc đây là à, cái cà già người ta nhổ đi để tái canh nên là chưa để gọi là cải tạo đất đấy, người ta cho thuê người cải ta tạo đất à. Tức là sau này cũng trồng cà phê luôn vâng. À hiểu rồi. Đấy người ta cũng dân nơi khác người ta đến người ta thuê đấy, dân Bình Định ấy. Ừ, Bình Định à. Cô dân đây hay là ở đâu? Cháu ở đây. Ở đây là bao lâu rồi? Cha sanh mẹ đẻ không? Dạ. Cha sanh mẹ đẻ không? À không, cháu từ Hải Dương. À thì đó, Hải Dương là hình như là khu vực này Hải Dương vô nhiều. Đúng rồi. Thấy cái nhà bà chủ khách sạn nhà nghỉ ha ở ngoài thị trấn Ia Rai á, và bà cũng nói bà quê bà Hải Dương, bà cũng sáu mấy tuổi rồi. Ở Gia Lai mình á. Ừ. Ngủ nghỉ ngoài đấy hả? Ngủ ngoài huyện á. Bệnh viện Ia Rai gì đó. Thì hỏi thăm thì cô là sáu mấy tuổi rồi là ở quê Hải Dương. Rồi mình nghĩ chắc Hải Dương quê ở đây, quê Hải Dương nhiều. Chúng cháu ở đây là cái khu mà khu vực của nhà thầy đấy. Ừ. Nhà dân Hải Dương nhiều. À. Tức là hồi xưa là mình vô mình định cư ở đây. Đúng rồi, vô đợt bà đó bác cũng nói là vô năm 90. Thì đi về thăm cốc thầy thấy cô hái cà phê. Ghé là hỏi thăm coi tình hình cà phê năm nay sao, chứ mình ở Sài Gòn đâu có biết trồng cái cà phê làm sao đâu. Thấy lạ lạ quay chơi. Ừ. Sài Gòn là buôn bán gì thôi, làm công ty rồi thôi. Nhà làm gì? Ở nhà hồi xưa đi đi làm thợ hồ, đi cũng đi làm công vậy đó. Bây giờ ở nhà thì cũng buôn bán tập quá rồi, nhỏ lẻ. À, đi một mình không có con cháu hay bà. Tại vì cái tuổi trẻ nó mất đi làm, rủ nó đi, nó không đi. À. Rồi mình đi một mình. Thế cô đâu? Cô ở nhà, cô không đi. À, chắc say xỉn. Cô không chịu đi. À, không chịu đi. Thế mà một mình đi xe từ đấy ra, từ trong đấy ra đây? Thì chạy hôm qua đi tới huyện Ia Rai là 6 giờ tối. Đi một đoạn là thì nghỉ. Ghé quán võng nằm con. Dạ. Ghé quán võng nằm nghỉ ngơi xong rồi khỏe đi tiếp. Dạ. Chứ đi nguyên ngày lắm mà. Dạ. Đi mười mấy tiếng đồng hồ á mới tới đây, xa lắm. Nói chung là có thầy đông lắm. Nghe nói thầy sắp về rồi nhưng mà không biết chừng nào. Chắc là thầy sắp về rồi đấy, vì là công ty của anh trai thầy cũng sắp hoàn thiện rồi. Thì chắc về chắc ở công ty á. Dạ. Tại vì công ty đó thì mới có hàng rào rồi bảo vệ được, chứ về cốc này đông quá dân ta kéo tới thì Phật tử người ta đến đông quá thì lại mất trật tự nữa. An toàn thầy mà ở cốc thì là tuyệt vời nhất đúng không? Ừ. Thì ai cũng mong muốn vậy mà không được. Nhưng mà hỏi thiệt nha, cô có gặp khi mà thầy đi khắc thực á, có gặp chưa? Ui cháu ở đây cháu gặp rồi chứ. Gặp rồi không, cái đợt mà thầy về á có chứ ạ. Có gặp hả? Dạ. Cái đợt mà ở Quế thầy về đây á có. À. Nói chung là những ngày nào thầy đi khất thực ở đây là cháu gặp hết. Thì từ cốc thầy đi ra hay là không, thầy cái đoạn đấy là hai hôm đầu thầy đi cốc ấy, ở cốc ấy là cái đợt ở cốc ấy rồi mấy là hôm cháu sau chỉ đoán được ở dưới kia thôi, đoán là cái đoạn gần nhà của bố mẹ đấy. À. Gần chỗ anh trai đấy là cháu đón ở đấy. Còn rồi sao là thầy ở trong công ty nữa, còn thời gian thầy ở công ty là coi như là cháu đón từ trên công ty là đi dọc thôn đấy. Có cúng dường được thầy chưa? Chưa, thầy chưa được, chưa tới nhà mà mong chưa. Lắm mà chưa được cái gì, chưa được. Nghe nói là thầy về Gia Lai là đợt này là phỏng vấn trên trên đài á, nói là thầy hứa về khắc thực cái làng nào đó, cái thôn nào đó. Đấy thôn cháu đấy. À, à. Là về cái thực hiện cái lời hứa. Đúng rồi. Đó. Là thầy là phải làm thì làm là hứa là phải thực hiện, chứ để là thầy nói là không làm là đâm ra là nói dốc. Đúng rồi. À, cái lần đầu tiên ấy, thầy về đấy là thầy từ Huế thầy về là thầy xuống cốc ha. Ừ. Xuống cốc là có nghĩa là dân tình ở đây người ta biết là người ta xuống à. Người ta xuống cốc người ta trò chuyện với thầy. Ừ. Thế là thầy đi khất thực là người ta cũng cứ trò chuyện với thầy rồi là ý là muốn gieo thầy gieo duyên đấy. Đúng rồi. Thế là nhưng mà nếu mà thầy hứa thì thầy sẽ về thôn thôi mình, nhưng mà thầy cũng phải có duyên cô ơi, chứ đông quá mà nhiều quá mà làm sao hết được.
Sao mà thầy đi khác khác khác? Không, nếu như mà người dân mình ấy mà cứ bình tĩnh yên ả, cứ đứng hai bên để thầy đi này. Nhưng mà người ta không chịu vậy, người ta cứ nhào thế. Nhào vô không à, thành ra là lại không được. Nếu mà nói như cô thì dễ rồi, đúng không? Là sẽ, thầy sẽ đi hết luôn, nhưng mà sợ đi được có bữa đầu, bữa sau là quá đông rồi là thầy phải đi ẩn tu nữa. Không, nhưng mà cái đợt sau thầy ở công ty ra này, là người ta đến là người ta cũng xếp hàng hết chú ạ. Thì thấy hai bên xếp hàng hết á, nhưng mà vẫn đông, vẫn che cổ rồi nó cũng... Nhìn cái lá, cái này có sâu không cô? Không, gì có sâu đâu ạ. Không, cà thì không có sâu. Tức là thấy gặp thầy nhưng mà chưa đảnh lễ, chưa có cúng dường. Chưa được thầy đến nhà. Thì nghe phỏng vấn thầy nói là thầy hứa cái thôn nào ở Gia Lai đó. Thôn 6, thôn cháu đấy, thì thôn thầy nay ở đấy. Nghe nói, nó mới biết là thôn 6. Tại vì thầy không có nói thôn nào hết. Thôn 6. Chỉ nói là hứa dân khu vực đó thôi. Nói chung là chúng cháu ở đây ngày xưa là ở đây là tuổi thơ mới lại ngày xưa là biết về thầy nhiều. Thì đúng rồi, tuổi thơ thì lúc đó thầy chưa tu thì nó lại khác, đúng không? Còn cái thời ấy là cái thời mà ngày xưa thầy tu ấy, cái dãy, cái cốc của thầy đấy thì lại đối diện với cái dãy của cháu. Cái chỗ cốc thầy bây giờ. Cái cốc thầy bây giờ ấy thì lại là đối diện với cái dãy cà phê của cháu. Cái dãy mấy cái trước cổng hả? Không. Có nghĩa là đối diện bên bên bờ đập bên đây này. Là cái gốc của thầy bên đây, là cái dãy của cháu đối diện nhìn sang. Là cái thời gian đầu là thầy cứ về ở cái cốc đấy, là thầy mặc cái áo, bộ áo vàng á. Là thầy tu dưới đấy khoảng chắc phải cũng phải 6-7 tháng đấy. Nhưng mà lúc đó là mình chỉ biết là thầy tu thôi, chứ còn đâu có nổi tiếng, thành ra không để gì ý đâu. Không có để ý, đúng không? Không. Có nghĩa là cháu đi làm là cháu cứ nhìn qua, cháu lại bảo là quái lạ sao mà đẹp trai này rồi là học hành ngon lành thế mà sao tự dưng lại đi tu. Tại vì mình ở thôn là mình biết thầy, đúng không? Dạ, biết chứ, cháu từ nhỏ cháu biết mà. Thầy đẹp trai là học hành đầy đủ, có công ăn việc làm. Đúng rồi. Thầy đâu có thất nghiệp đâu mà sao lại đi tu. Thế là ai cũng cứ thắc mắc như thế. Nhiều người ngày xưa người ta cũng nói ấy, ngày xưa người ta bảo không biết là nghĩ làm sao hay bị làm sao mà lại đi tu. Giờ thì biết rồi thì nó khác. Thì lúc thầy đi khách thực á, đi bộ hành á, nhiều người ở xa người ta đâu có biết. Không biết. Thì người ta nói là sao không đi làm mà đi xin. Đúng rồi. Thì thầy nói là tại vì thầy tu theo cái hạnh này là phải đi vậy, chứ thầy cũng có công ăn việc làm. Cái nghề của thầy là đi xin như vậy là cũng cái nghề khó đó. Thì người ta quay clip là phỏng vấn thầy đó. Nhưng mà chú thấy không? Từ cái cử chỉ, từ lời nói, từ ánh mắt đến cái cử chỉ của thầy á, trông nó thiện lành nhỉ. Thì tôi ngưỡng mộ thầy, kính trọng thầy, cái là cái hạnh tu thầy là tức là không sân si, mà đi tu thì khắc thực là xin ăn là ngày có một bữa thôi, không có xin nhiều, nó đủ dùng cho bữa sáng thôi, là bữa chiều là không ăn nữa. Rồi tiền thì không có nhận. Đó. Thì tiền mà không nhận rồi thì kể như là buông bỏ hết rồi, đâu có, tại vì cái cuộc sống mà ai cũng phải cần tiền, đúng không? Mà thầy không nhận tiền luôn rồi thầy khổ hạnh đi bộ, mình đi xe vậy còn mệt nữa. Nãy thì xuống cốc thầy đi xuống không mà nghe nó rung cái giò, tại xuống dốc á xa đi theo cái đường nhà em Thịnh á, nhưng mà xuống cốc thầy mát mát, muốn ngồi ở lại chơi lâu luôn á, nhưng mà thôi cũng khách khứa tới đông quá thì mình. Hồi nãy thì khách cũng lai tai, rồi lên nhà em Thành ngồi nói chuyện tí thì về. Nói chung là xuống cái cốc ấy thấy nó yên lành lắm, mà nó mát lắm. Muốn nhìn thầy ở ngoài đời một lần, chứ nhìn trong TV hoài thì cũng không có cảm nhận được. Sao nhiều. Sao chú không nghe trên mạng á, rồi đến cái ngày đó chú đến? Thì đâu có biết đâu, thì đi đại thôi. Thì nghe là cốc đang sửa luôn. Nghe... Nghe đến đầu tháng 9, đầu tháng 10 âm này là thầy. Nghe nói là giờ tới 31 á. Là thầy về đó. Nhưng mà giờ chắc cũng đông, cũng khó gặp. Nhưng mà tới đó thì có duyên thì mình chạy lên nữa. Gặp chứ, có chú. Chứ bình thường là đến ngày đấy là chú lên là... Bữa nay đi được thì 21 đi được, chứ có gì đâu. Sức khỏe còn đi được thì... Tới đó thì rủ người ta đi đông. Tại vì bữa nay thầy chưa về nè, rủ thì... Thứ nhất là không gặp được thầy, thứ nhì là người ta mất đi làm á, đâu có ai không đâu đấy.
Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Có dịp lên đây thì gặp cô dạ. Thấy ở quần quần nhớ cái gãy này mà. Vâng, chúc chú mạnh khỏe nha. Bình an. Để có dịp lại vào Gia Lai chơi chú. Có dịp lên đây chứ không khí đây dạ. Tốt. Ở Sài Gòn ơi bất lắm cô ơi. Đấy là câu gần ấy gần nhà thầy luôn.